quận Bình Tân, một trong những điểm nóng của dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 700 ca nhiễm, gần 80 điểm phong tỏa, hơn 71.000 người bị ảnh hưởng. Chúng tôi có hơn 600 cán bộ chiến sĩ thực hiện hàng ngày cái nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ ở các khu vực cách ly của quận Bình Tân, cũng như làm nhiệm vụ ở khu vực cách ly do Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức. Lực lượng chúng tôi sẵn sàng không ngại khó khăn, gian khổ, luôn xung kích và nòng cốt cùng với các lực lượng khác quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19. Cuộc chiến dập dịch tại Bình Tân nóng lên từng ngày với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân phải huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đối với việc phong tỏa ở khu vực khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4, phường An Lạc, lực lượng vũ trang quận Bình Tân đã thường xuyên tổ chức chốt chặn 41 khu vực vòng ngoài và 16 điểm vòng trong của phường An Lạc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hỗ trợ cho bà con trong khu vực cách ly để bảo đảm cho bà con không bị là thiếu thốn. Phường An Lạc, điểm dịch nóng nhất của quận Bình Tân, lực lượng vũ trang quận tổ chức gần 60 chốt phong tỏa, ngày đêm canh trực không ngơi nghỉ. Đây là một chốt kiểm soát dịch trên đường Hồ Ngọc Lãm. Lực lượng tại chốt luôn duy trì nghiêm kỷ luật trong khu dân cư phong tỏa, thực hiện đúng quy định phòng chống dịch, tận tình giúp đỡ người dân trao đổi thông tin, giao nhận nhu yếu phẩm, hàng hóa tiếp tế. Người và phương tiện có lý do chính đáng ra vào được phun khử khuẩn kỹ càng. Nhân dân yên tâm khi có cán bộ, chiến sĩ sát cánh trong cơn đại dịch. Với là 114 cái đồng chí mà tham gia để công tác chống dịch trong thời gian qua, lực lượng vũ trang của mình nó cũng đã có hỗ trợ là giúp cho nhân dân là trên địa bàn vào phường và được điều động và tham gia cái công tác mà hỗ trợ cho người dân vận chuyển nhu yếu phẩm. Phải nói rất là chu đáo, từ lương thực thực phẩm cho tới khẩu trang y tế rồi nước khử khuẩn. Phải nói hình ảnh của các anh là luôn đi đồng hành cùng với người dân trong lúc phong tỏa. Chúng tôi vững tâm hơn khi mà ở trong cái vùng dịch này. Từ khi bùng phát đợt dịch thứ tư, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Tân đã thường xuyên tổ chức phun khử khuẩn tại các khu dân cư, các tuyến đường có nguy cơ cao bùng phát dịch trên địa bàn, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Hội chữ thập đỏ quận và các mạnh thường quân đã huy động được hơn 20 tấn rau củ quả để phân bổ đến các khu vực có dịch, hỗ trợ người dân với những gian hàng yêu thương, gian hàng không đồng. Là những người trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống dịch, bản thân tôi luôn ý thức làm đúng, thực hiện với vai trò tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng lên đường vào khu vực cách ly phong tỏa. Để cùng tập trung cho nhiệm vụ này, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe xịt khuẩn và xác định trách nhiệm làm cho bà con cũng như là làm cho người thân của mình. Với tinh thần trách nhiệm đó, anh em chúng tôi quyết tâm đoàn kết cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương cùng chống đại dịch COVID-19. Cùng với cán bộ chiến sĩ toàn quân đang tham gia chống dịch khắp mọi miền đất nước, lực lượng vũ trang quận Bình Tân sẵn sàng gác lại niềm riêng, dấn thân vào nơi vất vả tâm dịch để khi nhân dân cần, luôn có mặt kịp thời hỗ trợ. Hình ảnh người lính cùng các lực lượng mướt mải mồ hôi làm nhiệm vụ cả ngày cả đêm, bất kể thời tiết nắng hay mưa, trong bộ đồ bảo hộ kín mít, ngột ngạt, đã làm rung động biết bao trái tim người dân. Là lời động viên không cần nói để nhân dân vững vàng tâm lý và thực hiện tốt quy định phòng chống dịch. Quân và dân Bình Tân đoàn kết đồng lòng vượt mọi khó khăn để thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung sớm cất vang ca khúc khải hoàn chiến thắng đại dịch